Bạn có biết loại quả nào ăn cả hạt thì tốt hơn nhân sâm không? Nếu chưa biết, bạn hãy xem hết video sau nhé. Thứ nhất, đó là hạt của quả lựu. Đây có thể coi là loại hạt rẻ nhất cũng là loại quả tốt nhất, bởi vì trong hạt của quả lựu có chứa một hàm lượng chất xơ khổng lồ, nhiều hơn tất cả các loại hạt của quả khác. Nếu ăn thường xuyên, chúng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, đốt cháy và đào thải mỡ thừa. Điều này vừa tốt cho tim mạch lại vừa tốt cho vóc dáng của bạn. Thứ hai là hạt của quả bơ. Trong hạt quả bơ có chứa một hàm lượng chất béo rất cao, sẽ rất tốt cho người bị tiểu đường và bị bệnh tim mạch. Khi ăn hạt của quả bơ, cơ thể chúng ta sẽ được cân bằng đường huyết và đào thải những chất mỡ xấu ra khỏi cơ thể. Điều này rất tốt cho những người bị tiểu đường và bị tim mạch. Vậy nên khi ăn bơ chúng ta không bỏ hạt nhé. Hãy giữ lại cái hạt và luộc hoặc nướng để ăn nha bạn. Thứ ba là hạt đu đủ. Loại hạt này có tác dụng giống như một loại thuốc nhuận tràng, giúp chữa bệnh táo bón trong đường ruột cực kỳ hiệu quả. Khi bạn ăn hạt đu đủ trong một thời gian dài thì đường ruột của bạn sẽ được đào thải độc tố một cách tự nhiên nhất. Nên ăn sống trộn với salad hoặc là bạn có thể xay sinh tố để ăn nhé. Thứ tư là hạt dưa hấu. Các bạn có biết không, dưa hấu chủ yếu là nước, nhưng hạt của nó thì lại chứa một hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cực kỳ cao. Nếu bạn thường xuyên ăn hạt thì không những làm đẹp da, lại còn chống oxy hóa và ngăn ngừa cả ung thư nữa. Thứ năm là hạt chanh dây, có chứa rất nhiều magie, hỗ trợ điều trị rất tích cực cho các bệnh về thần kinh. Cho nên nếu ai hay bị đau đầu kinh niên, mất ngủ hoặc là hay bị giật mình, hãy thường xuyên uống nước chanh dây có cả hạt. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống một cốc thôi thì sẽ giảm đi cơn đau đầu và mất ngủ một cách kỳ diệu. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những loại quả thật là kỳ diệu phải không bạn? Sau khi biết được điều này, Thuận hy vọng các bạn sẽ không lãng phí 5 loại hạt này nữa. Và đừng quên chia sẻ nó cho bạn bè, người thân của bạn để chúng ta cùng giúp nhau sống khỏe. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.